Chị thấy cái ngón tay giữa chị thấy cái ngón tay giữa của chị nó cao quá chót vót không? Tay 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 của chị hình như nó bị tật đấy em ơi. Tật thế, biết rồi. Tay Tại qua vì tay ngón tay giữa qua cao quá chót vót như vậy là người tham làm lắm, quần quật suốt ngày không có thời gian hưởng thụ luôn. Cuộc đời từ trước giờ chưa có gọi là cái gì gọi là hưởng thụ bao giờ hết á, chỉ có làm. Cũng bởi vì xuất thân vất vả, xuất thân vợ chồng lấy nhau tay trắng có gì đâu phải không? đúng rồi. Đấy, vất vả quá nên thôi, phải cố gắng để cho tương lai thôi, để sau này về cái hậu vận nó tốt, để con cái của mình sau này nó không phải chịu cái cảnh như mình. Đấy, gọi là chịu thương chịu khó nên ngón tay nó tật nó dài như vậy đấy. Cái gì nó mọc ra trên bàn tay nó cũng đều có ý nghĩa hết chứ không phải là không có ý nghĩa. Chị muốn hỏi về công việc làm ăn trong năm nay 41 tuổi, năm nay vướng sao Thổ Tú, năm nay làm ăn kém lắm, chậm lắm, thì như từ năm ngoái rồi chứ không phải từ năm nay. Từ cuối năm ngoái là đã chậm rồi, nó đã ảnh hưởng sang năm nay luôn. Năm nay làm ăn lai rai thôi, không ăn thua. Công việc nó sẽ bị nhiều trì trệ, gặp nhiều khó khăn đấy, không có mấy nó thuận lợi. Năm nay thì nên an phận đi, biết thân biết phận thì ngồi yên một chỗ, không nên xoay sở cái gì. Đừng có thấy làm ăn không được bắt đầu cứ cố gỡ gạc và thích mở cái này ra làm cái kia, làm đầu tư cái này đầu tư cái kia là chỉ có chết thôi, mất lại càng mất. Đấy, vì thế năm nay ngồi núp đi, ngồi yên một chỗ thì thoát thân, không ngồi yên một chỗ thì thiệt thân. Sang năm năm 42 tuổi, năm sau thì đỡ hơn năm nay, chỉ là đỡ hơn thôi, đỡ hơn một phần nào thôi, nhưng mà tốt ra về từ 2025. 2025 chị làm được. Đúng rồi, 2025 bắt đầu ngon lành hơn, công việc nó thuận lợi rõ rệt hơn. Ông chồng chị cũng là người chịu khó đấy, chịu làm đấy chứ không phải là người lười biếng đâu. Nhưng mà chịu làm là một chuyện, nhưng mà khắc khẩu lại là một chuyện khác. Chồng cần cù chịu khó chịu làm, rất tất bật về công việc, nhưng mà lại khắc khẩu hay cự cãi lắm. Đấy, cứ nói gì ra là cũng cãi, nói ra cứ cãi, ý như là nói được hai câu là cãi rồi, chưa nói chưa chưa nói xong đã cãi xong rồi. Như chó với mèo đấy đấy, cự cãi nhiều lắm. Mặc dù là tuổi Hợi, tuổi Mùi, Hợi Mão Mùi tam hợp nhưng đâu có thấy hợp đâu, chả hợp tí nào cả. Chị hỏi là y như là cách đây chị mua năm 2019 á, chị cũng mua một miếng đất ở dưới thành phố Hồ Chí Minh á, mà bây giờ là chị tính bán, chị muốn bán luôn để lấy tiền lại á, được không? Năm nay em thấy là chị chưa bán được, rao bán nhưng mà không có ai mua. Rao bán nhưng mà không có ai mua. Đấy mới cay. Bây giờ cái lúc cần tiền lại không thể nào xoay sở được. Thời vận của chị đang xấu đấy, đang đi xuống đấy. Đa Chắc số chắc phải hết năm nay qua năm mới ok được, nhưng còn năm nay thì chưa thể nào bán được đâu. Khẳng định 100% luôn. cho chị hỏi số chị sau này sao? Số sau này á, tuổi thọ cao, thứ nhất là được đánh giá là tuổi thọ cao này, bởi vì có đường chỉ sinh đạo đôi, tay này cũng phải sống ngoài 75 tuổi đấy, cái đường thọ tốt, một nét ưu tú. Kinh tế thì cũng khá, tài chính cũng tốt đấy, sẽ có một cái cuộc sống sung túc, tuy không có giàu có nhưng được gọi là sung túc khá giả, nhà cửa cao rộng đầy đủ, xe đẹp có xe đẹp. Quần áo đẹp có quần áo đẹp, thích đeo vàng có vàng, nói chung là không thiếu. Mỗi tội là giàu lớn thì không giàu được thôi. Đúng rồi, bởi vì sao? Cái giới hạn của bản thân chị nó bị ông chồng chị nó cản lại rồi. Ông này không thích vươn lên. Mẫu người không thích vươn lên. Chỉ trong cái khuôn khổ đó thôi. Nếu mà so tính cách của chị với tính cách ông chồng chị thì ông chồng chị nhát hơn chị. Thích như gọi là gom một chỗ thôi, an phận thôi, không thích đột phá, không thích gọi là liều mạng. Có đúng không? Cứ sợ sau này cuộc sống nó khổ, tại bây giờ nó cũng đang thấy nó vậy á, thấy nó bí quá. Đấy, thì đấy có đúng là chị nó có máu liều hơn chồng chị đúng không? Em nhìn sơ qua bàn tay em biết cái ngón tay cái nó lớn thế kia mà, thì nó khẳng định thêm điều này.
Về tuổi thọ cũng ok, bệnh tật cũng ít lắm, không có nhiều đâu. Đấy, có bệnh tật thì vài viên thuốc là chóng qua mau thôi, không có gì đáng lo ngại. Chị đứa con lớn của chị á, con gái nó sinh ngày mùng 10 tháng 2 năm 2002 âm lịch nha. Nhâm ngọ gái à, Con gái hôn nhân trắc chị trở, hôn nhân trắc trở. vậy à, Ồ, đường tình duyên nó trắc trở lắm, nó vướng phải cái bộ sao cô thần quả thú nên cái đường hôn vậy nhân nó trắc trở. Tính cách nó tự lập từ rất là sớm, ít phải dạy, ít phải dạy dỗ, đúng rồi. tự lập rất là khá, sau này rất là thành đạt và có số phải sống xa nhà. Con này chị y như là chị cũng có hướng cho nó đi đi du học á, được không? Được, nên cho đi đi. Em vừa nói là số nó phải sống xa nhà nào Chị tính cho nó đi du học với Nhật, là vừa học vừa làm. được, điều này có thể thành công và có thể đạt được nhé. Chị Về tính đi đi đi, đi năm nay được không? được, về công danh của bạn này thì rất tốt, nhưng mà về cái sở nguyện về hôn nhân thì xấu vô cùng. Hôn nhân thì xấu đúng không? Đúng rồi, Nói chung con người được cái lọ mất cái kia. dạ chính xác. Thì Coi mình coi dù bé sinh ngày 50 tháng 9 năm 2012 nữa. Gái trai trai gái gái chị em gái mà. bạn này thì mồm miệng đỡ chân tay, à, học hành không theo đuổi mà sau này cho là kinh doanh buôn bán. Đúng Không có hứng thú về sách vở. Đấy, cho theo kinh doanh buôn bán như chị là tốt nhất. Ở cạnh chưa mình. chưa để nói mẹ mai mốt học hết lớp 9 còn nghỉ nhà còn buôn bán như mẹ. Thấy không? Em cần gì nhìn mặt con chị đâu, không cần nhìn chỉ tay con chị, nhưng mà qua cái ngày tháng năm sinh đã biết cái tính cách và cái định hướng cuộc đời của nó sau này như thế nào rồi. Nhưng mà cho chị hỏi hai đứa con chị sau này nó có khổ không? Đứa 2002 khổ về chuyện hôn nhân, còn đứa tuổi Thìn thì tốt cả hai. Nhưng mà đứa 2002 thì đánh giá là kinh tế nó tốt hơn, nó có chí hơn và nó có tham vọng lớn hơn. Quay cái video nhà nào, lật lại camera rồi quay video quanh nhà để em xem phong thủy cho nào. Chị đang ở trong phòng. Lật lại camera đi. Đấy, quay lại cam cam đi. Ô quay chỗ nào đây ta? Chạm vào màn hình rồi nó đấy rồi. Đứng xa xa nào, quay xa xa để em xem cái nhà cái cửa như nào. Sau là đây là đằng trước. Đây chị tập này là nắng nó gọi vô nhà đó. Thiết kế sai phong thủy hết rồi. Vậy hả? Thôi, được rồi, em đã nhìn thấy rõ rồi. Quay lại camera đi rồi em gặp chị em nói chuyện. Cái nguyên lý của ngôi nhà đó là kỵ nhất là nắng và gió. Đúng rồi. Gió mà thổi tông hống vào nhà thì hay người trong nhà hay bệnh tật. Còn mà nắng mà chiếu vào nhà thì gia đạo hay lục đục, vợ chồng cứ cãi nhau liên miên. Vậy bây giờ em khuyên chị là mấy cái cửa sổ đó chị khép hết lại, không được mở ra nữa. Khép lại không được mở ra nữa, đóng chặt nó lại, đừng có mở ra, đừng để nắng nó chiếu vô nhà. Đừng để ánh nắng trực tiếp chiếu vô nhà. Ánh nắng chiếu vô nhà là gia đạo nó cứ thường xuyên xảy ra xung khắc và cự cãi thôi. Đấy, em liếc qua cái phong thủy em đã thấy phạm phong thủy rất lớn rồi. Và cái và đằng sau nhà đấy có mấy cái lỗ lỗ thông hơi đấy, lỗ thông hơi lên làm bé lại một xíu nữa, Mình biết lại hết được không? không bít lại hết mà là làm bé lại 1 2 3 lỗ gạch thôi. Bởi vì trong nhà nó phải có không khí để lưu thông. Kiểu gì phải có không khí lưu thông, nhưng mà mấy cái lỗ nãy giờ chị quay đấy nên vít lại chỉ bằng 1/3 số đó thôi. Đấy, và tuyệt đối không được để ánh nắng trực tiếp chiếu vào nhà, để có cái gì mà dân ở che nó lại đi nhé. Mà nhà chị ít đồ quá, nói chuyện hay sẽ hay bị vang, hay bị dội, vì thế sắm nhiều tủ nhiều kệ vô. Rồi mấy cái cửa sổ đấy thì mua thêm rèm, mua 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 rèm vải đấy mà để cho nhà nó bớt vang đi. Nhà nó trống quá, người ta bảo là gió vào nhà trống, nhà trống thì lấy đâu ra tiền. Rồi, chị hiểu rồi.
đấy đấy, trang trí lại đi đấy, phong thủy nó ở chỗ đó nhé. À vậy à. Chị cứ thay đổi đi, tầm vài tháng nó tự nhiên là chuyện vợ chồng của chị nó ổn lại ngay mà. Em ơi em cho chị hỏi con nhỏ em gái chị á, 26 tháng 6 năm 1989 á. Cái đứa 89 này à, số khổ vô cùng. Số khổ vô cùng, tính cách thì ương ngạnh. Nó khổ vì do cái tính cách của nó đấy. Đúng rồi. Nó không biết trung hòa mà nó cứng quá. Nó cứng quá, cứng cỏi quá, cứng cáp quá. Cứng quá nhiều khi cũng không phải là hay. Không biết nhường nhịn cái gì hết. Ví dụ vợ chồng cãi nhau thì thôi nhường một câu, như đây nó không nhường đâu, nó phải đấu cho tới cùng. Đấy, nhiều khi người trong nhà ba mẹ nói nó có chả nghe, chứ đừng nói chồng đâu. Đúng rồi. Vì thế, chính vì thế nên đứa này nó khổ do cái tính cách của nó, chứ không phải ai khiến cho nó khổ cả. Nếu nó biết sửa tính, sửa tâm, sửa tính lại đi thì cuộc đời nó không khổ đâu. Cuộc đời nó sướng chứ không khổ đâu. Chị khuyên nó hoài mà nó cũng nói chung cọc tính, cọc tính, Chả ai ở được. cọc tính á. Đấy. Thấy thấy thế cổ cũng thương mọi cọc quá. Bản tính tạo nên con người, em đọc qua cái ngày tháng năm sinh này em đã thấy rõ điều này rồi. Đấy, tính cách tạo nên con người, cái tính cách như thế này thì không thể nào mà sống được với ai đâu. Lấy chồng về nó chỉ có đánh đập, nó chửi cho thôi, rồi đánh lộn tùng phèo rồi bỏ nhau thôi. Thì đối với người 89 này, lấy chồng thì không cãi nhau với chồng, thì cũng cãi nhau tay đôi với cha mẹ chồng luôn. Thôi Coi ở vậy độc thân cho sướng nhá. coi đồng chí, cái thằng em chị á, 25 tháng 8 năm 1995 á. Ừ, bất hợi. Người này thì công danh vẫn còn bấp bênh lắm nhá. Vẫn chưa đâu vào đâu đâu. Năm nay là vướng sao thổ tú đấy. Năm nay phải cẩn thận trong mọi chuyện, đi đứng đi lại cẩn thận. Và công việc năm nay, người này năm nay làm ăn kém lắm nhá. Em coi dùm chị xem chị năm nay có hao tài hao bạc gì không? Thì đấy, năm nay đấy làm ăn không được nên là chính là hao đấy còn gì nữa. Nó không suôn sẻ hả? Đúng rồi, tất cả mọi thứ nó đều không suôn sẻ, kể như là có tài sản muốn bán thì còn chả bán được. Y như coi thường chị như này nè chị, y như hôm bữa chị cũng có bị dính vô cái dạng dính vô pháp luật đó, xem rồi chị có qua không? Bốc quẻ ở đây thì em thấy là cần phải đút tiền. Đúng rồi, Đút tiền, nhiều tiền vô là xong chuyện hết. tại bây giờ chị đang chạy nghề tỉnh nhé, Đút tiền vô là xong chuyện hết. mà chị không biết là nó có qua không thôi, nên là chị hỏi em là nó có qua không thôi. Đút nhiều tiền vô thì nhẹ án. Cũng bị xui tay bay vạ gió. Thì đấy, nhà thì để toàn nắng nó chiếu thẳng vào nhà, gió thì ào ào vô nhà, nhà này như cái nhà hoang đấy, thì tất nhiên là phải dính pháp luật rồi, kiện tụng rồi, cãi nhau chửi nhau rồi. Đúng rồi. Đấy, sửa lại cái phong thủy đi nhá, sửa sang lại đi để cho nhà nó kín vô, À là chị cứ mua dẹp chị che giúp là được hết cho nha. nhà nó phải kín, đi bước vào căn nhà nó phải không thấy ánh sáng mặt trời, mà chỉ có thấy ánh đèn điện thôi, thắp đèn điện để vô tư, nhưng mà đừng để ánh sáng mặt trời trực tiếp nó rọi vô là nguy hiểm. Đấy. cây Công số có cây số của chị còn một cái điều nữa, đó là cho vay mượn tiền bạc rồi không lấy được lại luôn, vậy hả? mất hết luôn. Đấy, chị ngẫm đi, từ trước đến giờ chị cho vay 10 người, bây giờ đã mất cả 8 cả 9 chưa? Toàn bị vậy không à? Đấy, thôi rút kinh nghiệm đi nhá, từ giờ đừng cho ai vay mượn nữa nhá. Vậy là nó không có cái cách nào để tính lại được rồi em. Không, cái gì đã mất rồi, từ giờ rút kinh nghiệm, từ nay về sau đừng cho vay cho mượn nữa là xong nhé. Còn Tôi xem dùm chị, bố mẹ chị sống có thọ không? Bố chị sinh năm 959 á. mẹ Mẹ chị thì sinh năm 1961. còn dài, còn 5 7 năm, chục năm nữa, vô tư đi nhé. Vậy vậy cũng mừng. Vâng. Tại em mừng muốn chết. Tại Vâng. hôm hôm qua nhắn tin hỏi là muốn hỏi cho em con nhỏ con gái á. Tính hỏi cho nó đi xong rồi để hỏi em sẽ có được không. Đấy thì vừa trả lời rồi, chị chưa hỏi thì em đã trả lời rồi đấy. Đấy là hôm qua chị tính hỏi cái đấy là được, cái đấy là mừng này. Dạ vâng, Cô cái cho chị hỏi cái là em phần. cái là y như là
Hình như là mấy 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 chị đó xin thỉnh gì buôn bán làm ăn đấy. Thỉnh lộc làm ăn. Thỉnh lộc làm ăn để công việc làm ăn tốt hơn. Ví dụ trong giai đoạn thời gian khó khăn này này, thì muốn làm thì yêu cầu họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và số điện thoại, em sẽ làm cho, sẽ làm và gửi qua đường bưu điện cho chị nhé. Nhưng mà cái tuổi của chị là buôn bán được hay là làm cái khác? Buôn bán hay bất cứ công việc gì cũng được hết. Là cứ trắng này cho mượn tiền là lấy không được đúng Dạ không? đúng rồi nhé. Rồi rồi, để thôi chị cảm ơn Ok, nha. vâng, chào.